Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ đi ăn phở Việt ở Hàn Quốc và sẽ đi trải nghiệm iPhone 11. Vì iPhone 11 ra rồi nên là mình nên sẽ trải nghiệm. Tiền không có tiền mua. Nghèo lắm. Kiểm tra bóng, lấy bóng, báo số. Bởi vì đi sang Hàn thì nhiều người nghĩ bảo là không biết ăn các cái món ăn rồi là hương vị Việt Nam ở đâu, nên là hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi. Thì thường thường mình hay ăn ở cái tiệm này, là mình đội mũ bảo hiểm đây này. Đưa mọi người đi ăn hương vị Việt Nam, ăn phở. Đội mũ bảo hiểm, bởi vì bên này mình hay đi bằng xe máy ấy. Bằng lái có cả rồi nhé, mọi người yên tâm. Mình có bằng lái xe, mình khoe bằng lái xe cho mọi người xem. Đây là bằng lái xe của mình nhá. Mình rất là tuân thủ luật pháp. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Đây là quán phở nhé mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ vào trong quán phở nhé. Đi ăn phở. Đang review cho chị để ăn miễn phí. Đây nha mọi người, đây là thực đơn. Đây có phở bò này. Phở bò tính là tiền Việt nó trong 20.000. Bún chả nem, bún bò Huế này, phở xào này. Đầy đủ nhé. Quẩy cuốn, bánh cuốn, bánh mì này. Có bánh mì nhé. Có lẩu này, có bún đậu móng tôm này. Quẩy cuốn này, nước mía này, cà phê này. Nước dừa này, chè thập cẩm. Đây thì chỗ này thì có húc này. Phía sau mình là có khá là nhiều mì tôm và nước mắm thứ mắm sau này. Chỗ này hơi tối vậy vì đây mình sẽ chỉnh sáng lại. Đấy, phía sau view về xung quanh đây thì là quán nó rất là nhỏ nhưng mà nhìn có vẻ rất là Việt Nam luôn. Đây là chị chủ quán này. Đây là chị chủ quán Minh Thái, không tính tiền nữa. Quán chị có tên là Thì Nở, thì là đây chị Phèo Thì Nở. Đây là hình như quan họ Bắc Ninh ấy. Đây phở rang này này. Đây anh chị, đây nha mọi người. Rất là ngon. Nhìn rất là đặc sắc luôn. Đây là rau ngò, chanh. Rồi còn có tương ớt các thứ đây. Bây giờ mình phải ăn đã. Mời mọi người ăn phở nhé. Bây giờ mình sẽ ăn. Quán này khá là nổi tiếng mà ăn nước phở cảm giác như kiểu là
nó không đậm đà như ở Hà Nội đâu, nhưng mà so với quê mình thì nó ngon, ngon so với quê mình. Còn phở mà chuẩn của nó phải là phở Nam Định Hà Nội ấy. Hay là tại mình quá bụng vậy? Mình sẽ quay thăm một lát để ăn cho nó ngon nhé. Sạch 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 mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thêm một cái mì nữa. Mình còn chưa no, bởi vì lâu lâu mới được đi một lần. Đi ơi, em một bánh mì nữa nhé. Ok, ăn ở đây ngon lắm rồi. Cắt cái này để cho mọi người, bây giờ mình sẽ cắt hai ra, hai ra hai người hai miếng. Chia đều ra, con này cũng là kiệt tiết, còn nhớ, ăn nó, còn mình đó, cái gì cãi rồi, bao nhiêu? Được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ ăn túi miêu như cái. Mình mời mọi người ăn bánh mì nhé. Và bây giờ bọn mình ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ gọi chị để thanh toán tiền. Chưa tính tiền chị ơi. Cho em nợ cũng được, em về đây. Đây là nhan sắc của chị chủ quán. Cảm ơn nhé. Em chào chị nhé. Em về ạ. Em chào chị trong bếp nhá. Bây giờ mình sẽ đi lên trên Yma Thừ ấy để mua một cái bàn học. Mình sẽ đầu tư cho việc học. Không biết được mấy ngày. Giờ mình đi đấy thì nhân tiện mình sẽ trải nghiệm iPhone 11 Pro Max luôn. Mình rất thích, nhưng mà cái tài khoản của mình thì nó vẫn chưa được thích. Mình bọn mình đã đến đây, đi vào thử đây. Bây giờ thì mình sẽ lên tầng 2 trước trải nghiệm qua cái điện thoại, chưa biết hôm nay nó ra chưa. Xong rồi mình sẽ đi tìm bàn nhé. Việc học. Đầu tư vào việc học. Mua đi rồi, mua đi đi, mua sải rồi mọi người. Đây là siêu thị. Được rồi, xem môi, còn đây khu vực này là khu vực đồ sale này, nó rất là rẻ luôn, 5.000, 5.000 thì nó cũng 5.000 nhân viên. Khu vực này là như kiểu là người ta sale ấy. Rẻ luôn. Mọi người đi vào và bọn mình hay, mình thì hay mua đồ ở Việt Nam gửi sang, nhưng mà mọi người muốn mua bên này nó rất rẻ, nhưng mà phải một là trên mạng, hai là căn những cái chỗ như thế này, nó nhìn nó hơi quê mùa tí thôi nhưng mà nó rẻ. Không thấy thanh niên, tôi thấy các thanh niên Hàn ở đây. Muốn mà muốn thấy các thanh niên nam nữ ưu tú của Hàn thì các bạn phải vào những shopping mall kiểu như chỗ mà cine các thứ ấy. Hoặc là thanh niên Hàn thì thường người ta sống về đêm, tầm 2 giờ các bạn đi vào một cái chỗ quán nhậu, quán bia, rượu ấy, rất nhiều. Hôm nào mình sẽ cho mọi người đi. Đây, đây là cái chỗ mà mình sẽ nói hôm nay, không biết hôm nay đã ra chưa. Đây là
đây rồi. Đây rồi, nó ra đây rồi. Mình hãy đuổi cái thằng bé con này cho nó về. Hình như đây là iPhone 11 có giá bán hiện tại là 990.000 won. Đây, có hai camera sau. Thứ iPhone 11 Pro. 11 Pro là đây. Ồ, nhìn nó rất đẹp nhé, màu vàng rất là đẹp. Con bé đang đánh game. Còn kia, chỗ thằng kia là một Pro Max. Mình cho nó chơi tí đã, tí là mình sẽ quay lại. Mình sẽ đi một vòng xung quanh đây mình xem. Nhỏ này chơi xong mình sẽ chơi tí. Nó đã. Và chọn được một cái bàn đấy rồi. Nhưng mà mình sẽ không mua ở đây. Ở đây thì là giá nó sẽ là 99.000, có nghĩa là 2 triệu cái bàn này. Mỗi cái bàn này thế này. Ôi giời. Một cái bàn này thôi nhá, mà 99.000 là 2 triệu tiền Việt. Thì mình sẽ không mua ở đây, mình sẽ mua trên mạng. Trên mạng thì giá nó tầm khoảng 55.000 thôi. Có cả nếu mà có phu phôn giảm giá thì là tầm khoảng 1 triệu, tầm 1 triệu nó mua được, tiền Việt nó mua được. Cái ghế này thì cũng có cái ghế tựa tựa thế này thì cái ông anh mà làm cùng mình ấy, ông bảo là sẽ cho. Đấy, cái bàn đây. Mình ưng rồi, mình ưng lắm rồi cái bàn này nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo dạo. Không có gì. Còn đấy nó phê đô này, hàng co này. Đây là cái chỗ bán mấy cái móc treo đồ mình dùng vào treo trong nhà ấy. Cái gì cũng có nhỉ. Quả xin cơn chim tre có. Cái này đi vào mùa đông rất là ấm. Bây giờ thì máy mình báo đồng đỏ gần hết pin rồi. Mình vừa nãy mình nhìn nó lựa chọn nó ngầu thế thôi, nhưng thật ra đéo biết cái gì đâu, với lại là không có tiền. Nhưng mà mình phát hiện ra một điều thú vị là cái tai nghe iPod này này, mà khi mà kết nối với Samsung ấy, mình cho dù mình có cái phần mềm gì cũng thế, nó nghe nó không đã bằng mà kết nối với cái máy iPhone ấy. Đây này, đây này, thấy không đấy, hạt trân châu đấy, thấy không. Bây giờ thì sắp hết pin cho nên mình phải tạm biệt các bạn ở đây. Nên là cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi video của mình từ đến cuối đến tận bây giờ. Thì mình chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Nếu mà xem buổi đêm thì chúc một buổi đêm tốt lành, ăn ngủ ngon. Các bạn nhớ đăng ký cho mình một subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin gặp các bạn ở những video sau nhé. Bye bye.